Lời chứng của mục sư Francisco Vieira của xứ Brazil Lời chứng của một người theo đạo Satan và một phù thủy cũ Lời khai đã được đưa ra trong một dịch vụ ở Brazil Tên tôi là mục sư Francisco Vieira, cựu phù thủy của Susa Tên ngoài đường của tôi là Tio Chico Tôi đã sống ở Brazil trong 36 năm Nhưng tôi không phải là con ruột của đặc khu liên bang, tôi là con của bang Sia tôi đã được mời và trở thành một thành viên của hội tam điểm. Cha của tôi là thạc sĩ lớp 33 của bang Sir Freemason. Đã 17 năm kể từ khi tôi rời đi. Để trở thành một Freemason đòi hỏi một số yêu cầu. Chúng tôi đã ký một điều khoản bảo mật, vì vậy chúng tôi không thể tiết lộ hoặc tiết lộ những gì đang diễn ra bên trong vòng kết nối đó. Đó là lý do tôi đã đánh mất con gái của mình. Họ coi con gái tôi như một hình phạt khi đó con gái tôi 12 tuổi. Họ bắt cóc cô và đưa cô vào rừng. Họ bạo hành con gái tôi, họ bắn cô ấy với hai phát đạn vào trán. Sau đó, họ gọi tôi để nói, Mục sư, chúng tôi đã ra lệnh giết con gái của ông, để ông im lặng, ông đã phản bội chúng tôi. Tâm linh Có ai ở đây trong nhà thờ đã gặp bất hạnh khi phải cò sát hoặc thực hành chủ nghĩa tâm linh không? Xin thương xót. Nó thực sự tồi tệ. Tôi sẽ trình bày ngắn gọn vì lời khai đầy đủ của tôi sẽ kéo dài đến 11 giờ. Tôi sẽ cố gắng rút ngắn nó. Mục sư sẽ cầu nguyện, nếu ma quỷ hiện diện, ông ta sẽ quỳ gối bởi ân điển của Chúa, hà lèo Chúa là thành tín. Người yêu quý, chính cha tôi là người đã giới thiệu tôi đến với hội tam điểm. Tôi ở đó một thời gian và lúc bắt đầu, tôi đã thực hiện năm lần nhập môn tà ác. Sau đó, tôi thăng hạng rất nhanh vì cha tôi hướng dẫn tôi, chính cha tôi đã dạy tôi. Trong thuyết Duy Linh, ma quỷ là một vị thánh và trong tam điểm, hắn trở thành chúa tể của các đội quân. Sau một vài tháng, sau một thời gian, tôi đạt đến lớp 30. Tôi bước vào thứ hạng mà cả phụ nữ của Freemason và thành viên mới đều không vào mà chỉ có những người đứng đầu và thứ đầu tiên tôi thấy trong căn phòng này là một con dê bạn đã bao giờ nghe nói rằng trong hội tam điểm có một con dê chưa nhiều freemason nói rằng nó sai nhưng có một con dê có những giáo phái có những căn phòng mà ngay cả vợ bạn cũng không được vào có rất nhiều bí mật có nhiều cánh cửa đóng kín bạn yêu quý tại nơi này bắt đầu nghi lễ của ma thuật đen con dê được kết hợp hóa thân bởi linh hồn của quỷ bởi lucifer belet hoàng tử của bóng tối con vật bắt đầu giống hệt một người bị ma nhập bắt đầu một trong những sĩ quan cao cấp đến nói với tôi rằng tôi phải quỳ trước con dê và thờ lạy anh ta tôi quỳ gối và hôn lên đầu con vật và khi tôi hoàn thành tôi nói chúa tể của các đạo quân vào lúc này đây tôi đang đặt linh hồn của tôi trong tay của bạn tôi cho biết tên đầy đủ của mình và nó được viết trong một cuốn sách có bìa đen ta cho ngươi linh hồn của con gái ta Mỗi Freemason đều cho mạng con trai cả hoặc con gái lớn của mình. Những đứa trẻ của Freemason chỉ chết bởi thảm kịch, tai nạn, bệnh nan y, khi con gái lớn của tôi được 2 tuổi, nó đã bị giết bằng một con dao găm vào tim. Tôi sẽ không kể nó đã xảy ra như thế nào, tôi sẽ khóc. Tôi không thể làm điều đó. Ma quỷ đã dùng chính cha của cô để hy sinh cô. Vì vậy, tôi đã giết, hy sinh con gái của mình với một nhát dao vào tim. Tôi đang được ân xá, tôi có 23 phiên tòa sau lưng vì những tội ác tôi đã gây ra. Hôm nay tôi bước đi với Chúa Giêsu Christ. Tôi cũng đã trao linh hồn của mẹ tôi và vợ tôi và lập một giao ước với anh ta. Từ cánh tay phải của tôi, 15 ml máu đã được lấy và được tiêm vào con dê. 15 ml máu được lấy từ con vật đã được tiêm vào cánh tay trái của tôi. Trước đây tôi mang trong mình dòng máu của con dê ngày nay tôi có dòng máu của Chúa Giêsu. Amen. Khi máu dê chảy trong huyết quản, tôi đang ở trong nhà nghỉ Masonic này, thì đã 22 giờ, mọi thứ trở nên đen kịt. Toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, để đốt cháy, tôi có cảm giác rằng da đầu của tôi bị xé ra và tất cả các xương của tôi bị gãy. Tôi đã ở trong tình trạng nguy kịch, trong một tình huống hỗn loạn. Khi tôi quay lưng bỏ đi, vì tôi không thể chịu đựng được thứ tệ hại này trong tôi mà làm tổn thương tôi tôi đã bị liệt như một pho tượng nó đốt cháy tôi tôi đau đớn tôi nhắm mắt lại và khi tôi mở mắt ra lần nữa tôi không thể nhìn thấy gì cả ngay cả những ngọn nến đang ở đó tôi đã chìm trong bóng tối hoàn toàn tôi đã chìm trong bóng tối lucifer hiện thực hóa bằng xương bằng thịt anh ta mặc một bộ vét thắt cà vạt thắt một dải màu tím ở thắt lưng tóc vàng, mắt xanh, anh ta ra dáng một người đàn ông bình thường. Anh ấy đặt tay trái lên vai tôi và nói tiếng lạ. Anh nói với tôi, hỡi tôi tới trung thành của ta, hãy hạ mình xuống trước mặt chúa tể của ngươi. Tôi quỳ xuống, tôi hôn chân anh ấy và đứng dậy, tôi hôn tay anh ấy. Ở bên phải của tôi, ở khoảng cách 3 mét, có một loại búp bê nam. Con búp bê này tượng trưng cho Chúa Giêsu với mái tóc dài, ria mép và râu ma quỷ nói với tôi, hãy đến với Chúa Giêsu và nguyền rủa Đức Chúa Trời cũ của bạn, tiên tri giả của bạn, người mà tôi đã đóng đinh. Tôi đến gần con búp bê và nói những lời này, tiên tri giả, bạn nói bạn đến trái đất để cứu, chữa lành và giải phóng, bạn là một kẻ nói dối. Các nhà thờ công bố danh ngài nhưng dân chúng cầu xin bánh mì của họ, đó là lý do tại sao ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, tôi nhổ vào mặt ngài và tôi đã khạc nhổ. Tôi đã đá con búp bê này trong buổi biểu diễn này và mọi người vỗ tay và có một bữa tiệc. Trong Masonic Logger, còn có bữa tiệc ly của Chúa. Chỉ những người đứng đầu tham gia, từ lớp 30 đến lớp 33. Sau 22 giờ, bắt đầu nghi lễ của ma thuật hắc ám vào thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng. Từ con dê bị quỷ ám, chúng tôi lấy 20 ml máu cho vào giữa bữa ăn tối trong hộp sọ người cùng với ET để máu không đông lại. Tất cả họ đến với một mẫu bánh mì và nâng bánh mì đó lên trời. Họ nói, ta đóng đinh ngài một lần nữa và tất cả chúng đều ăn bánh mì tẩm huyết dê đó. Cuộc sống của sự thịnh vượng Con quỷ của địa ngục, Satan, cung cấp cho tôi hai dinh thự, 12 căn hộ ở Brasia, hai ngôi nhà nông thôn, một fazenda, trang trại lớn, bốn công ty. Tôi đã phục vụ cho các cơ quan công quyền, hạ viện, thượng viện, quốc hội, Tòa án Ngân hàng Trung ương Brazil. Tôi là giám đốc Ngân hàng Trung ương. Tôi đã giữ chức vụ cao trong 8 năm. Satan đã cho tôi một chiếc limousine, một chiếc Ferrari, một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc BMW. Khi tôi còn ở văn phòng, tôi không đếm hết số lần vợ tôi gọi cho tôi để nói, tôi muốn ăn trưa ở Miami, tôi muốn đến Tokyo, tôi muốn biết tất cả Brazil, tôi muốn để biết cả thế giới từ Brazil, chúng tôi đã biết tất cả các thủ đô, tất cả các tiểu bang. Cuộc sống của tôi là một bữa tiệc, cuộc sống của tôi dành riêng cho thú vui, cuộc sống của tôi dành riêng cho cái ác. Đã bao nhiêu lần tôi về nhà với 400.000 đô la hoặc 500.000 đô la mà tôi đã ném lên giường và vui vẻ nói với vợ rằng chúng tôi đổ đầy gối không phải bằng xốp hay lông vũ mà bằng tiền mặt. Nhưng khi ngủ không yên, tầm không yên tôi không có bình an vì satan đã biến tôi thành một tên trộm một tên trộm cổ cồn trắng tôi không phải là loài trộm cầm súng và tấn công người trên đường không tôi đang ăn trộm bên trong ngân hàng vào cuối tuần khi tôi làm việc tại ngân hàng trung ương tôi đã nhận tất cả các khoản đầu tư tôi để lại một số tiền nhỏ trong tài khoản ở brazil tôi đã chuyển tất cả tiền vào tài khoản của mình và đặt chúng vào cuối tuần hệ thống qua đêm vào thứ hai tôi trả lại số tiền này và không có gì lãi đầu tư mà tôi có từ 1,5 triệu đến 2 triệu Cruzeiro mà tôi đã gửi vào tài khoản ở Thụy Sĩ. Hiện tại, tôi có một phiên tòa với cảnh sát liên bang, quân đội và dân sự ở Brasia. Tôi được coi là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất vào thời điểm đó. Anh ta cũng biến tôi thành một tay buôn ma túy, Comando Vermelo, biệt kích đỏ. Tôi đã giao dịch giữa Brasia và Guiania. Tôi biết những kẻ buôn người lớn nhất và tôi vẫn có nhiều vũ khí trên người. Bản thân tôi là một người tiêu dùng, tôi đã sử dụng một số loại thuốc, tôi đã sử dụng quá liều. Có lần tôi bị ma nhập, tuyệt vọng đến mức ra tiệm thuốc Tây mua ET, lấy tinh chất trong xe, tiêm vào đó và tôi phát điên. Những người lính cứu hỏa đã gắn tôi vào trụ ở trung tâm Brasia và tôi vẫn cố gắng giải thoát cho mình. Tôi đã có một chiếc BMW như tôi đã nói với bạn, tôi đang thực hiện các nghi lễ ma thuật trên xe của mình, tôi đã đến Angola để thực hành phép thuật. Tôi không thích Umbanda, Quimban hay Candomblé. họ là những tôn giáo thần bí, đối với tôi họ đều yếu ớt. Tôi yêu thích Voodoo, mê mẩn phù thủy, tôi yêu những gì có thể giết chết ngay lập tức. Trong ô tô của tôi có dòng chữ màu đỏ được viết Throne of Satan. Tôi là một Paje Santo, đại loại là Marabu. Tôi là người đồng tính Paje Santo vì tất cả Paje Santo đều là người đồng tính luyến ái. Trong 6 tháng, tôi là một người đàn ông như bạn thấy ở đây và trong 6 tháng còn lại, tôi bị ma nhập, tôi đi ra ngoài vào ban đêm trong chiếc váy ngắn, tô son môi, vân vân. Lòng thương xót. Bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Kết ước lần thứ hai. Nó diễn ra ở Salvador thuộc bang Bahia với một Maeje Santo, phụ nữ Marabú. Tôi không phải là người duy nhất. Mục đích của hiệp ước này ở Salvador là để có được tất cả những người phụ nữ mà tôi muốn. Ma quỷ là một kẻ dối trá, nó đến để giết, trộm và tiêu diệt. Maeje Santo đã cạo đầu tôi 21 lần. Lần cuối cùng cô ấy cạo râu cho tôi, cô ấy đã truy tìm tôi dưới hình dạng một cây thánh giá. Sau đó, tôi bị đưa vào một rang co, phòng tối, nơi tôi đã ở 7 ngày và 7 đêm nằm trên hai lá chuối. Có những ngọn nến lớn ở nơi này và tôi được cho ăn bằng máu động vật và cachaça, rượu mạnh của Brazil, làm từ nước mía, chân cất ở nhiệt độ 40 độ, mà không có quyền đi vệ sinh hoặc thực hiện các nhu cầu sinh lý. Tôi đã phải kiềm chế bản thân. Đêm đầu tiên, Maeje Santo mang đến một con Ratajana, loài chuột hoang dã lớn. Cô ấy đã giết nó và tôi uống hết máu. Sau đó là một con dê, một con chó, một con thỏ, một đứa trẻ, vân vân. Điều vô lý nhất là bất chấp tất cả những vụ lùm xùm này, các nhà chức trách không có bất kỳ động thái nào. Tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi đang nói về. Đêm cuối cùng, cô ấy hy sinh đứa con 3 tháng. Nó không được tiết lộ cho các nhà chức trách nhưng nó hợp pháp nó được hợp pháp hóa bởi tình trạng của liên đoàn tinh thần. Con người bị hy sinh như thể họ là động vật. Các nhà chức trách không hành động vì 90% doanh nhân và chính trị gia vĩ đại của chúng ta là một phần của mafia Satan này. Tôi đã là Paye Santo của Maluk, Oret Lula, Susa, vân vân Và 68 công ty lớn. Tôi biết ai đã ra lệnh giết con gái tôi. Khi tôi thức dậy vào ngày cuối cùng, Ma -e Santo tạo ra một vết cắt ở đùi phải của tôi, hình như một cây thánh giá. Cô ấy lấy phần riêng tư của tôi, và với con dao, cô ấy bắt đầu viết các chữ cái trong khi cắt tôi và tạo thành cái tên Lucifer. Sau đó cuộc sống của tôi đã trở nên tồi tệ. Tôi đã có tất cả những người phụ nữ tôi muốn nhưng tôi đã đánh mất mình. Tôi đã ở nhà 8 tháng. Tôi đã sống trong Fajenda của mình, tôi sống chung với một thứ khác. Tám tháng làm những gì hoàn toàn phản kinh thánh. Tôi đi cùng cô ấy, cô ấy đi cùng tôi khắp nơi, tôi hôn cô ấy, tôi làm tình với cô ấy, cô ấy ở khắp mọi nơi với tôi, trong xe của tôi, vân vân. Tôi thậm chí còn đưa cô ấy đi du lịch Brazil. Các bạn thân mến, Phục truyền luật lệ ký 27, 21 nói, đáng nguyền rủa là nó ngủ với bất kỳ con thú nào. Ma quỷ đã khiến tôi yêu một con chó và tôi đã sống 8 tháng với con chó mà tôi đã nuôi trong pha của mình. Cuộc sống của tôi đã đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Tôi sẽ làm việc với xác chết vào lúc nửa đêm trong nghĩa trang. Tôi đã ăn nội tạng của họ. Một cô gái đã chết vào lúc nửa đêm vào ngày thứ tư, tôi đến nghĩa trang, tôi làm lễ viếng mộ cô ấy để làm các nghi lễ của mình. Khi tôi đến gần ngôi mộ của một người hầu của Chúa, một quả cầu lửa lăn với tốc độ cao xuất hiện và hiện thực hóa thành một con dơi khổng lồ cao mục, 5m, 2m, nó hét lên, "Bạn không được chạm vào nó, nó không thuộc về bạn." Nhưng khi đó là thi thể của những người khác, những thành phần xã hội, những người có cuộc sống tội lỗi và hơn thế nữa, tôi có thể lặng lẽ tháo quan tài và đến gần những thi thể đang thối rữa. Vì vậy, tôi đã được kết hợp bởi con quỷ Cabolo Boy Adirio. Và tôi đã tiếp xúc tay đôi với xác chết, tôi sống chung với xác chết. Và bởi con quỷ, tôi đã ăn những phần của cái xác đã thối rửa. Tôi chìm đắm trong thực hành của cái ác. Tôi cũng đã thực hiện 15 lần phá thai ở trung tâm Spiritic. Tôi đã thực hành phá thai cho hai cô gái theo đạo Thiên Chúa. Những cô gái này đã đi chơi với các chàng trai từ thế giới, cha mẹ của họ anh em của họ và mục sư của họ đã cố gắng gọi họ để đặt hàng nhưng họ không nghe họ nói rằng họ sẽ thành công trong việc cải đạo họ và đưa họ đến nhà thờ điều đó sai kinh thánh cảnh báo chúng ta về điều đó và tôi có thể nói với bạn rằng việc đưa mọi người ra khỏi nhà thờ của bạn dễ dàng hơn là đưa mọi người trở lại con quỷ khôn nó mạnh đừng vui vẻ với nó hãy ở trong nhà thờ của bạn ngợi khen chúa tìm kiếm chúa không có câu nói, ma quỷ đang trên đường của tôi, nếu anh ta đang trên đường của bạn đuổi theo nó. Chúa giê đã ban cho bạn quyền hành. Bạn không được chăm chăm vào những điều này, hãy nhìn về phía trước và đi theo con đường của bạn. Một trong những cô gái này đã tìm kiếm tôi. Tôi có một cái bàn khổng lồ dài 3 mét ở trung tâm của tôi. Vào thời điểm tôi có trung tâm phù thủy này, nơi tôi tiếp nhận mọi người. Người nghèo không thể đến. Tôi chỉ làm việc cho giới thượng lưu, Sousa, chủ tịch Fiat ở Brazil, gần như tất cả các chính trị gia của Brazil, Sani, Antonio Carlos Magan, một trong những người ăn sát chết nhiều nhất. Ông là một bác sĩ, doanh nhân và nhiều lần là thống đốc của Bahia. Đây là những người đã bảo trợ cho vụ sát hại con gái tôi. Để quay lại với cô gái cơ đốc muốn phá thai, tôi phủ một tấm vải trắng lên chiếc bàn lớn. Ở phía bên trái của cô gái, tôi thắp một ngọn nến đen cho Esu. Ở bên phải cô ấy một ngọn nến đỏ cho Pomboy, thực thể ma quỷ. Ở chân trái, một ngọn nến xanh cho các thực thể của rừng nguyên sinh. Ở chân phải, một ngọn nến trắng cho thiên thần hộ mệnh của cô. Những người tu hành thường phải tắm rửa trong nước bẩn, nước đen ngòm, có mùi rất hôi, tệ hơn một hố hoài nghi. Ma quỷ bắt tôi uống nước này và rửa trong nước đó người phụ nữ trẻ đang nằm trên bàn này một thầy phù thủy đến để rửa cơ thể của cô ấy bằng nước này đi từ cổ đến chân sau đó chúng tôi đặt cô ấy vào tư thế ngồi và chúng tôi bắt cô ấy uống nước đó nước này bị thối rửa vì nó được làm trong một bình đất sét có chứa kachasa rượu xem ở trên muối thô mỡ động vật petra de arudan ajeje dende dầu cọ một số loại thảo mộc nước tiểu và phân từ paje santo khi cô gái đã trở lại bàn, tôi đến gần cô ấy, đã được kết hợp bởi tinh thần Pombagira, tay phải của tôi đặt trên bụng cô ấy, tôi vỗ nhẹ vào tay trái của cô ấy trên tay phải. Vì vậy, tôi lấy thai nhi ra khỏi bụng cô ấy và tôi giơ tay của cô ấy lên trên, lên trời. Và sau đó tôi đã ăn thai nhi này. Kết hợp với tinh thần này, tôi đã nuốt tổng cộng 15 cái thai nhi. Một hôm tôi đến nhà bố tôi, không có ai cả chỉ là cô em gái mới 13 tuổi của tôi. Tôi hỏi cha mẹ đã ở đâu, cô ấy nói với tôi rằng họ đã đi mua sắm. Đột nhiên, giữa cô ấy và tôi, tôi thấy Satan hiện thực hóa, bước vào và nói chuyện với tôi, cô ấy không nhìn thấy anh ta, nhưng tôi nhìn thấy anh ta. Anh ta chỉ vào em gái tôi và nói, người phụ nữ này là vợ của anh trong kiếp đầu thai và cô ấy không hạnh phúc vì không có con với anh. Để được hạnh phúc trong kiếp đầu thai này, cô ấy phải có một đứa con của anh. Anh chị em thân mến của tôi, luân hồi không tồn tại. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng con người chỉ chết một lần, con người chỉ được chết một lần sau khi sự phán xét đến. Hebrew 9,27 Ma quỷ là cha đẻ của sự dối trá, hắn đã nói chuyện với tôi và tôi tin hắn. Sau đó, anh ấy đến với tôi, và hôm nay em gái tôi có một đứa con của tôi đứa trẻ này bằng tuổi con trai lớn của tôi. Có những thành viên trong gia đình tôi không nói chuyện với tôi nữa vì điều đó. Vì vậy, tôi đã hy sinh đứa con gái 2 tuổi của mình cho hội tam điểm. Tôi đã đâm em gái mình và tôi đã bắn ba phát vào đứa con trai 8 tuổi của mình vì ma quỷ nói với tôi rằng khi trưởng thành, nó sẽ giết tôi. Hôm đó tôi chỉ có một mình trong phòng, con trai tôi, nó đang xem tivi và ma quỷ hiện ra với tôi, nó nói với tôi, hãy giết đứa trẻ này, nếu bạn không làm điều đó, khi nó trưởng thành, nó sẽ giết bạn. Tôi lấy vũ khí trong ngăn kéo, đến chỗ con trai tôi đang xem TV và tôi nói, "Louis." Khi nó nhìn tôi, nó thấy vũ khí, nó bỏ chạy đến một góc phòng, nó đặt tay lên mặt và bắt đầu khóc. Tôi nhắm về phía bụng, những quả bóng đi ra phía bên kia. Nó gục xuống, một con quỷ khác đã vào trong tôi. Tôi lấy một con dao găm và tôi cắt từ cổ con trai tôi đến bụng. Hỡi các anh em của tôi, đứa trẻ này không chết là nhờ ơn chú cứu nó. Con tôi phải ở 4 tháng trong bệnh viện, nó đang bị đe dọa bởi cái chết. Tôi vẫn chi rất nhiều tiền cho việc chăm sóc. Nó chưa chết, nó đã bình phục. Nó trở thành kẻ phản nghịch tôi, nó sợ tôi cha nó, sợ xã hội, sợ cả thế giới. Nó vẫn bị nhốt trong phòng suốt 10 năm. Nó đã dành cả ngày trong căn phòng này, từ bữa sáng đến bữa tối. Khi nó được mang một thứ gì đó, nó hỏi tai đã mang nó đến. Hoặc nó từ thứ gì đó. Anh ấy gọi tôi là thứ gì đó. Những người quản gia nói rằng tôi đã ra ngoài khi tôi chỉ ở trong một phòng khác, vì vậy nó mở cửa, lấy những gì cần thiết và đóng cửa ngay lập tức. Để nó đi học, tôi phải ra khỏi nhà vì vậy nó bám vào cổ người quản gia đưa nó ra xe buýt của trường. Tương tự như vậy, khi nó về nhà, tôi không cần phải có mặt ở đó. Hôm nay nó tròn 20 tuổi, nó sống với bà ngoại. Nó hét tên tôi và lên kế hoạch trả thù tôi. Khi tôi gọi cho Brasia, nơi nó sống với bà của mình, khi nó nhận ra giọng nói của tôi trên điện thoại, nó cúp máy. Biến đổi Tôi đã thực hành rất nhiều nghi lễ, rất nhiều hy sinh, tôi đã tham gia vào rất nhiều tội ác, rất nhiều người chết, tôi đã bắn 40 người, tôi hy sinh 22 đứa trẻ, tôi thực hiện 3 lần đỡ đẻ, tôi đã làm hỏng cơ thể của chính mình, tôi làm ô uế gia đình tôi và tôi nói bây giờ, nhà tôi và tôi sẽ hầu việc Chúa là Đức Chúa Trời. Tôi đã truyền đạo Chúa được 13 năm, trong đó có 9 năm làm mục sư. Tôi đã dành 6 năm 7 tháng để kiêng ăn và cầu nguyện cho con trai tôi, cho gia đình tôi. Kinh Thánh nói rằng một số loại ma quỷ nhất định chỉ xuất ra khi cầu nguyện và kiên ăn. Khi kết thúc 6 năm 7 tháng cầu nguyện và kiên ăn, một ngày nọ, tôi gọi điện ở Brasia và được nói, chờ đã, con trai của bạn muốn nói chuyện với bạn. Hãy cầu nguyện cho anh em của tôi, cầu nguyện, tất cả các bức tường thành Jericho đang ở trong cuộc sống của anh em, sẽ sụp đổ. Hãy cầu nguyện, anh em của tôi, cầu nguyện có những người chẳng ra gì trong cuộc đời vì thiếu những lời cầu nguyện họ đã gọi cho mục sư để cầu nguyện cho họ mục sư làm cho tôi mục sư làm điều này giúp tôi bạn hãy tự mình làm chúng tôi ở đây để giúp đỡ vì vậy con trai tôi trả lời điện thoại nó gọi tôi là bố anh ấy nói với tôi bố ơi những ngày này con đi ngang qua một nhà thờ tin lạnh gần nhà bà ngoại vì lời khen ngợi con đã đi đến cửa nhà thờ và khi ở đó, con cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai. Con nhìn quanh, vẫn chưa có ai mà bàn tay này vẫn ở đó và dẫn con vào trong nhà thờ. Con đến gần bàn, tôi khóc và con hét lên, con nói với mục sư rằng con muốn trở thành một tín đồ như cha con vậy. Vinh danh Chúa Giêsu. Anh ấy nói tiếp, "Cha ơi, hôm nay con hiểu điều cha đã làm như khi con còn nhỏ, nhân danh Chúa Giêsu, con đã tha thứ cho cha." đừng lo lắng về những gì ma quỷ đang làm trong cuộc sống của bạn đây ở brazil chúng tôi cầu nguyện hội thánh của tôi và tôi vì các bạn tiếp tục trao giảng truyền bá lời tốt lành hỡi anh em của tôi đức chúa trời là thành tín thông báo về câu chuyện quá khứ Tôi nhớ khi tôi còn là một thầy phù thủy, một người phụ nữ đến nhà, và cô ấy nói, Tio Chico, tôi đã sống ở đây một thời gian, và hai tuần trước mọi người đến sống gần nhà tôi. Tôi không biết chuyện gì. Họ thuộc tôn giáo nào, họ cầu nguyện lạ lùng và nói những thứ tiếng lạ, tôi thậm chí không biết họ có phải là người Brazil hay không. Những người cùng tính cơ đốc giáo mà cô ấy coi là điên cuồng. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng chúng ta sẽ bị đối xử tệ bạc. Người phụ nữ này đã mang đến đến cho tôi để làm một công việc để đuổi nhóm người này đi. Và tôi nói với cô ấy rằng trong 7 ngày nữa sẽ không còn một ai, tất cả sẽ mất hết, thậm chí nhà sắp đổ. Sau 7 ngày người phụ nữ đến hỏi tôi đã hoàn thành công việc chưa. Tôi đã nói với cô ấy là có. Cô ấy nói với tôi rằng nó không hoạt động và thêm vào đó có nhiều người hơn, họ nói một thứ tiếng lạ, họ đổ dầu, tôi không thể chịu đựng được điều này nữa. Và ở đó tôi nói với cô ấy rằng linh hồn của tôi nói với tôi rằng chúng tôi không thể chạm vào những người này bởi vì những người này cầu nguyện trên đầu gối của họ, họ cầu nguyện với Chúa là Chúa. Vì vậy, tôi là Paiye Santo của Fiat Đa Quốc gia ở Brazil và họ đã cho ra đời một chiếc xe hơi, chiếc xe mà tôi dành riêng cho một con quỷ, Fiat đã đặt cho mẫu xe này cái tên của một thực thể ma quỷ, Mare. Tôi nhận được trong cơ thể mình Esu Mare. Nếu bạn có một trong những chiếc xe này, đừng sợ, bạn không cần phải loại bỏ chúng. Chỉ cầu nguyện và dâng hiến nó cho Chúa như bất kỳ đồ vật nào khác mà bạn có. Bạn không thể nói rằng trên trái đất này bạn không thể tiêu thụ bất cứ thứ gì đến từ Satan. Nếu điều này là như vậy, thì một thế giới cần được tạo ra chỉ dành cho bạn. Bởi vì bạn không thể thoát khỏi sự ô nhiễm của thế giới nhưng bạn có sức mạnh của sự cầu nguyện. Hơn 90% sản phẩm dành cho ma quỷ. Bạn không thể tưởng tượng tôi đã ban phước bao nhiêu trong số những thứ này trước khi chúng được bán trên thị trường, và tôi cũng bao gồm cả các sản phẩm thực phẩm. Tôi là Paya Santo, từ thương hiệu xúc xích bô Tôi đã làm việc cho công ty lớn nhất của người giàu nhất Brazil, Wagner Canho. Ông là một doanh nhân, một chính trị gia với 12 công ty đa quốc gia. Tôi đã chọn tên của một trong những công ty này, VASP. Tất cả những công ty này đều có tên bắt đầu bằng chữ V bởi vì ma quỷ nói với anh rằng đối với anh đó sẽ là những cái tên chiến thắng. Cái tên đầu tiên anh ấy chọn cho công việc kinh doanh đầu tiên của mình là VipLan là tên của một công ty xe buýt lưu thông trong quận Liên bang và VIPLAN có nghĩa là Vim Phân Phôn Paraliquida Anasau, à tôi đến từ địa ngục để thanh lý dân tộc. Họ cho 30% thu nhập để duy trì các tinh thần và Paya Santo. Ác quỷ là kẻ ăn thịt người. Tuy nhiên, cơ đốc nhân chúng ta thậm chí còn không dân phần 10, phần 10 tiền lương của chúng ta cho Đức Chúa Trời của chúng ta và chúng ta vẫn tự hỏi tại sao mình không được ban phước. Malachi 3, 8, 11, 8, một người sẽ cướp Đức Chúa Trời. Vậy mà các ngươi đã cướp mất ta. Nhưng các ngươi nói, chúng ta đã cướp của ngươi ở đâu? Trong phần 10 và lễ vật. Chính các ngươi bị rủa xả vì các ngươi đã cướp mất ta, cả nước này. Mười các ngươi hãy đem hết phần mười vào kho, hầu cho có thịt trong nhà ta, và chứng tỏ ta ngay bây giờ rằng, Đức Chúa các chủ phán rằng, nếu ta không mở cho các ngươi các cửa sổ trên trời và đổ cho các ngươi một phước lành, rằng sẽ không có đủ chỗ để nhận nó. Mười một ta sẽ của trách kẻ ăn trái vì tội ác của ngươi, và nó sẽ không phá hủy trái cây trên đất của ngươi, Đức giê hô va vạn vật phán. Tôi đã giành được 45 triệu và một chiếc xe hơi mới để giết nữ ca sĩ Clara Nunes. Cô ấy chết trong bệnh viện, tôi đã làm thay cô ấy. Ai trả tiền cho tôi? Người yêu của cô ấy, cô ấy đã phải phẫu thuật giãn tĩnh mạch thần tinh vì cô ấy bị đau khi lên sân khấu vì điều đó. Khi cô ấy đến bệnh viện để phẫu thuật, người yêu của cô ấy đã gọi cho tôi vì tôi là Paje Santo của anh ấy. Anh ấy bảo tôi đến bệnh viện để can thiệp. Tio Chico, bạn phải đến Sao Paulo. Tại sao? tình nhân của tôi đã được thực tập để phẫu thuật giãn tĩnh mạch và tôi có một vấn đề nghiêm trọng với cô ấy. Mối quan hệ của chúng tôi đã từ tồi tệ trở nên tồi tệ hơn. Tôi không thể chịu đựng được nữa và cô ấy đã đe dọa tôi nếu tôi chấm dứt mối quan hệ này. Cô ấy sẽ đi đến chỗ chương trình truyền hình và nói rằng tôi là người yêu của cô ấy. Và như bạn biết tôi là một chính trị gia đã có gia đình, danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đã đến Sao Paulo. Cùng ngày mà sự can thiệp diễn ra, tôi đã thực hiện bảy nghi lễ ma thuật đen, với sự can thiệp của bảy xúc, bảy linh hồn ma quỷ, bảy cây thánh giá, bảy con mèo đen, bảy ngọn nến đen, bảy chai Pinga, Pinga, nha. đây là những tên gọi khác của Kachasa, bảy con dê đen, bảy con bò đen, bảy con ếch mang trong miệng cái tên Clara Nunes. Cuối cùng, khi tôi ở với Esu Cavirio, Esu của cái chết, tôi đã được kết hợp bởi người sau, và ngay khi bác sĩ thực hành phẫu thuật. Esu Cavirio thoát ra khỏi tôi và anh ta đi chiếm hữu bác sĩ, người đã giết cô ấy. Bàn phẫu thuật. Sau đó báo chí rò rỉ thông tin rằng đã có một sai sót y khoa. Người trả tiền cho tôi là Orest Quesia. Ông Tansudo Neves không chết vì nhiễm trùng bệnh viện. Đó là thông tin sai. Anh ta chết vì một nghi lễ ma thuật đen được thực hiện ở bang Maranhão bởi thầy phù thủy vĩ đại nhất của Brazil, Dito do ba anh ta là phù thủy của Jose Sani và Rosen Sani vì chiến dịch tranh cử Chính Sani và Maluk từ sao Paulo đã ra lệnh giết Tancedo bằng phép phù thủy Và anh ta, ở Sabrasia, đã chết Theo thuyết tâm linh, Apacidia có tên là Osum Osum là một linh hồn phụ nữ, một Orisa ngự trị trên mặt nước của các con sông Tình yêu, sự thân mật, sắc đẹp, sự giàu có, ngoại giao Tôi là thành viên của nhà thờ Satan ở Vitoria thuộc bang Espirito Santo. Có một vị giáo hoàng của ma quỷ. Ở đó, chúng tôi lấy những đứa trẻ bị ném vào một lò thiêu như một vật hy sinh. Khi nào những người của Đức Chúa Trời đứng đầu quyền lực để ngăn cấm tất cả những điều này? Cho đến khi, có những người ở đây không hạnh phúc vì họ nhận ra thế giới tồi tệ đến mức nào vì họ sẽ không còn nhìn mọi thứ theo cách như vậy nữa. Nhưng tôi không ở đây để nói dối bạn, tôi ở đây để nói với bạn rằng ở đây tồn tại một thế giới khác con người xấu xa và những thứ này tồn tại tôi nói dối có ích gì đừng biến trò phù thủy này trở thành đầu của cuộc đời bạn chúa đã cho bạn thấy thực tế của mọi thứ trên thế giới này và bạn vẫn chưa nhìn thấy gì cả bạn muốn tôi nói cái gì đây bạn có muốn tôi nói tiên tri rằng bạn sẽ có nhà mới xe hơi thăng tiến trong công việc không đó là điều mà mọi người đều mong muốn, phải không? Chúa đã ban cho chúng ta lời cầu nguyện và công việc. Chúa Giêsu thành tín. Tôi nhận được một triệu để giết người dẫn chương trình Globo, Abelardo Barbosa, người được gọi là Chacrinha vào tháng 6 năm 1988. Tôi đã làm một công việc lúc nửa đêm tại Nghĩa Trang, trong cổ họng của một xác chết có tóc Chacrinha, máu của một con dê, thắp nến, Achai Kachasa, và anh ấy chết vì ung thư vòm họng. Người trả tiền cho tôi là Rita Cadillac, tình nhân của anh ta. Những người có tiền có thể làm bất cứ điều gì. Tôi đã làm hỏng các ủy viên, cảnh sát, thẩm phán, công tố viên, hối lộ tất cả mọi người ở Rio de Janeiro và Brazil. Maria Graças Menjen, Sousa, sống trong thế giới của chủ nghĩa đồng tính nữ. Cô có quan hệ tình cảm với doanh nhân của mình với ca sĩ Joanna, với ca sĩ Simone, với ca sĩ Ives Sangalo và thậm chí là một cựu giáo sĩ đồng tính nữ hiện tại. Trong vòng kết nối của chúng tôi, chúng tôi ghét Christen, chúng tôi ghét Chúa Giêsu rất nhiều. Đây là Chúa Giêsu mà mọi người cầu nguyện nhưng người không xuất hiện. Trong khi chúng tôi chỉ cần triệu tập các linh hồn và họ đã ở đó. Họ đã cho chúng tôi mọi thứ, tiền bạc, phụ nữ, người nổi tiếng tôi xé vài cuốn kinh thánh tôi đốt 10 cuốn kinh thánh trong ngọn lửa mà tôi đốt ở trung tâm makumba tôi đốt các nhà thờ bằng xăng cũng như chúa dùng con lừa để nói chuyện với ba la am chúa nói với tôi qua một cô gái điếm tôi đang ở trung tâm tâm linh để thực hành makumba một loại thuật phù thủy và có một người đã đến một chiếc ô tô chạy tới và đậu một người phụ nữ tóc vàng và cao rất đẹp bước ra cô ấy hỏi tôi bạn là tio chico Tôi nói, phải. Tôi đã có chồng và tôi muốn anh ấy quay lại. Tôi làm việc với giới hạn 7, 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, tôi muốn anh ấy trở lại sau 7 ngày. Tôi đưa cho cô ấy danh sách các tài liệu, cô ấy mang cho tôi tất cả mọi thứ. Nhưng người phụ nữ muốn có sự phục vụ của tôi và người tuyên bố đã kết hôn này thực sự chưa kết hôn. Cô ấy đã có một người tình mà cô ấy nói là chồng của cô ấy. Người yêu của cô đã kết hôn với một người hậu của chúa. Người phụ nữ này biết chồng có nhân tình. Khi anh đến nhà nhân tình, cô quỳ gối cầu xin chúa cứu chuộc chồng khỏi lời nguyền. Và tôi đã gặp khó khăn khi làm việc vì điều đó. Sau 7 ngày, cô gái tóc vàng quay lại và cô ấy hỏi tôi đã hoàn thành công việc chưa? Tôi trả lời theo cách mà tôi biết rằng đó không phải là lời nói của tôi thực sự đến từ tôi, nếu bạn muốn người đàn ông này về nhà hôm nay hãy mang cho tôi 150 ngọn nến đen, nếu đêm nay anh ấy không quay lại, tôi sẽ không còn là Paye Santo và Macumbiri. Cô ấy mang nến cho tôi. Đó là một buổi chiều, tôi bắt xe theo hướng Uế, thuộc bang Minas Gerais cách Brasia 200 km, tôi đến làm một nghi lễ của ma thuật hắc ám. Tôi được đi cùng với hai Mạc Gia Santo. Khi chúng tôi đến Uế đã gần nửa đêm, đó là một đêm tối không trăng ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn nến đủ màu xanh lam xanh lục vàng trắng nâu vê vê và chúng tôi bắt đầu nghi lễ ma thuật của mình bình thường vào một thời điểm nhất định ma quỷ đến kết hợp với tôi nhưng anh ta không đến lần này anh ta không thành công và anh ta hiện thực hóa ngay trước khi ma quỷ hiện thực hóa trong khi tôi đang ngồi đó với những ngọn nến xếp thành vòng tròn tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu. Anh ấy chạm vào tôi ở ngang ngực và xô đẩy tôi. Tôi rơi thêm 3 mét nữa, nhưng tôi không bị thương. Khi sự việc xảy ra, những người đi cùng tôi đã bỏ trốn. Khi tôi nhìn ra phía sau, tôi thấy một quả cầu lửa cao khoảng 7m và từ quả cầu lửa, con quỷ đã bay ra ngoài. Nó đã thành hiện thực và trên tay phải anh ta có một chiếc đinh ba. Mặt khác, anh ta có một cái nồi gan lớn. chào buổi tối bạn có biết tôi là ai vâng chủ nhân tự hạ mình trước mặt chủ nhân tôi khuỵu gối và hôn chân anh ấy và đứng dậy tôi hôn tay anh ấy và anh ấy nhấc cây đinh ba về phía tôi và hét lên em thật bất tài không đủ năng lực tại sao bạn luôn làm công việc của tôi và đây là lần thứ hai bạn không thể làm điều đó tôi không thể làm công việc này hôm nay hoặc không bao giờ tại sao anh thật là bất tại để người phụ nữ này đến nhà và lừa dối anh cô ấy lừa dối tôi theo cách nào cô ấy chưa kết hôn cô ấy chỉ là một người phụ nữ mà tôi dùng để phá hủy nhà cửa và trọng tâm đặc biệt này tôi không thể phá hủy nó người đàn ông này đã kết hôn với một người phụ nữ thuộc về phía bên kia và chống lại người từ phía trên Tôi không có quyền lực. Tôi nhìn anh ta và tự nhủ rằng tôi đang cầu nguyện với một vị thần tồi tệ, tôi muốn đến với vị thần của những người tin tưởng. Anh ta nói với tôi, bạn không được đi đâu cả, nếu không tôi sẽ giết bạn. Anh ta suýt giết tôi. Tôi lấy xe của tôi. Tôi đang đi với tốc độ bình thường thì tôi cảm thấy có luồng gió tạt vào người khi nhìn vào gương chiếu hậu, anh ta ở đó với nụ cười nhăn nhở và ngay sau đó xe của tôi đã được làm tám thùng. Tôi bị chấn thương đầu. Tôi bị mất 50% hộp sọ, chỉ còn xương nửa đầu bên trái, bên phải tôi đặt bạch kim, đầu tôi rất nhiều ốc viết. Tôi không nhìn thấy bằng mắt phải, kính chắn gió của xe ô tô đâm vào trán tôi, một chân tôi bị vặn. Tôi uống rất nhiều nước vì cổ họng của tôi bị tổn thương. Nếu tôi không uống, cổ họng của tôi bị khô và mất giọng. Một phần dạ dày của tôi đã được thay thế bằng một loại túi nhựa. Tôi đã bị tiểu không kiểm soát. Tôi có một cái túi thay vì bàn quan khi nó đầy lên. Tôi đã ở 3 năm 6 tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt, 3 năm 6 tháng với thiết bị trên người. Tôi đã phẫu thuật tổng cộng 25 lần. Tôi đã có 21 loại thuốc khác nhau. Vợ tôi đã bán tất cả những gì chúng tôi có để trả tiền chăm sóc y tế. Ngày tôi chấp nhận Chúa Giêsu, Vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy thích làm gái điếm hơn là trở thành một cơ đốc nhân. Cô ấy trở thành gái mại dâm vì mang thai đứa con mà tôi nhận ra và tôi phải trả tiền chu cấp cho ai. Cô quản lý để cướp một mục sư, đưa anh ta vào thế giới mại dâm. Tôi đã cầu nguyện 13 năm để chú mang người phụ nữ này trở lại. Hiện tại, cô ấy đã đính hôn, cô ấy còn gửi lời mời tôi làm bố già cho hôn lễ của cô ấy. Cô ấy khiêu khích tôi rất nhiều. Cô ấy gửi lời về nhà để yêu cầu tôi cầu nguyện cho người yêu của cô ấy, vì bây giờ tôi là một mục sư. Tôi bắt đầu khóc và chú bảo tôi cầu nguyện. Tôi thậm chí còn run. Tôi đang giảng trong một nhà thờ Baptist ở Brasia, có khoảng 1.500 người vào đêm đó. Tôi đang ngồi trên bàn làm việc thì thấy cô ấy bước vào, mặc quần đùi, áo sơ mi, đang hút thuốc nắm tay một thanh niên xăm trổ đầy mình. Tôi làm rơi micro nên tôi bị rung. Cô ấy đến trước mặt và nói: "Thưa mục sư, tôi đến đây để tin nhận Chúa Giêsu, nhưng người yêu của tôi sẽ xuống địa ngục." Cô ấy nắm lấy chàng trai trẻ và họ bắt đầu hôn nhau trong nhà thờ. Tôi bắt đầu nhắm mắt khóc và cầu xin cả phòng cầu nguyện đuổi ma quỷ ra khỏi đó. Cô ấy bị loại. Khi tôi đi rao giảng trong nhà thờ, tôi gặp cô ấy trên đường, cô ấy đang hôn một người đàn ông và khi nhìn thấy tôi, cô ấy hét lên với mọi người hãy nhìn mục sư của hội thánh của Đức Chúa Trời. Chồng tôi không dễ chịu đựng đâu để hỗ trợ người phụ nữ này để nâng đỡ cơ thể không còn hoạt động này. Tôi có rất nhiều vấn đề. Tôi bị ném đá khi mọi người nhìn thấy tôi. https bit li gạch chéo ba vô